Xin chào tất cả các bố mẹ. Hôm nay Sức Mẹ Cà Phê xin hướng dẫn về cách quét tem sản phẩm núm tiêu không Tomoto thông qua ứng dụng Hidden Tab. Đầu tiên, chúng ta sẽ tải ứng dụng Hidden Tab về máy, mở lên. Chúng ta sẽ chọn quét màn hình chính hãng và đặt camera ướp trọn 4 góc tem sản phẩm. Nếu là sản phẩm chính hãng, nó sẽ thể hiện chứng minh sản phẩm chính hãng. Và đây của hãng Komotomo. Cảm ơn các bạn đã xem clip.